Chào các bạn cùng khi đi học một số từ mượn về nature nhé. Đầu tiên, mountain range. Mountain range là rặng núi ha. Và ở Việt Nam mình có một cái ngọn núi rất là nổi tiếng, đó là Ngũ Hành Sơn, đúng không? Ngũ hành trong tiếng Anh là kim mộc thủy hỏa thổ, thì mình gọi là Five Elements. Five Elements Mountain. Five Elements Mountain. Okay? Say again. Five Elements Mountain. Climb to the summit. Climb to the summit, tức là mình leo lên đỉnh núi. It's possible, right? So we say it's possible to climb to the summit of the mountain. Sand. Next one, mình có hai cái từ mình hay nhầm lẫn, đó là sunrise và sunset. Sunrise sẽ là mặt trời mọc và sunset là mặt trời lặn. Island, right? Mình hay đọc nhầm là Iceland, right? Không có gì hết, mình đọc là island. Và mình có động từ là count, và cái tính từ của nó là countless, tức là vô số. Mình có câu như thế này: ở có vô số đảo ở giữa biển, đúng không? Hoặc ở giữa đại dương, mình sẽ nói là there are countless islands in the ocean. There are countless islands in the ocean. Okay. Nhìn rất là yên bình, rất là dễ chịu ha. Go to the island. Tiếp tục, cái nơi tiếp theo á mình hay đi, đó là beach, right? Beach, từ này hơi khó phát âm chút xíu. Sea là nói đến biển chung chung thôi. Và có một cái lớn hơn nữa là ocean. Ocean, mình hay bị nhầm ba từ này với nhau. The beach is the best place to recharge our minds. Mình sẽ có từ là recharge our minds, tức là nạp năng lượng ha. The beach is the best place to recharge our minds. Và địa điểm tiếp theo, các bạn có nhận ra địa điểm này được ở đâu không ạ? Saigon River, yeah. Và mình có cái từ là bờ sông, riverbank. Riverbank, mình không có nói là ngân hàng dưới đấy ha, chỉ là bờ sông thôi. Along the riverbanks are skyscrapers and ancient houses. Mình sẽ có từ skyscrapers, tức là những cái nhà cao tầng, và ancient houses, tức là những cái nhà cổ ha. Như vậy, along the riverbanks là dọc cái dòng sông đó. Tiếp tục, lake. Lake, lặp lại nhé. Các bạn có nhận ra hồ nào không? Yeah, công viên Lê Thị Riêng, đúng rồi. Walking around the lake helps you stay away from the noise. Stay away from the noise, tức là tránh xa cái tiếng ồn ha. Stay away from the noise. Và cuối cùng là Mother Nature gives Earth everything for free. Mẹ thiên nhiên cho chúng ta mọi thứ miễn phí, không đòi hỏi, nên là nhiệm vụ của chúng ta cũng phải là bảo vệ trở lại, đúng không các bạn? Ok, so hy vọng là cái bài học này có giúp ích gì cho bạn trong việc ôn và từ vựng về nature. Bye bye nhé.